cả nhà. Bữa nay thì mình đi chợ Cần Đước, nhưng mà đi kiếm là mấy tố nữ quặng có, mà đi tới đây thì thấy bán mấy tố nữ với sầu riêng ngon quá chừng luôn. Sầu riêng này nhiêu ký vậy em? Sầu riêng này nhiêu ký? 50, 70, 70. Có bao không? Có bao ăn không? Bao hết, thế nào đấy đó. Mấy tố nữ này cũng bao ăn luôn phải không? Khui một trái mà bao nhiêu trái thì mới ít mất bao nhiêu muối thì mới là ngon. Bây giờ một người ăn một trái một muối là đủ rồi. Trời ơi, trái muối. Ăn chi nhiều. Vậy là bao ăn đó hả? Tôi biết vậy thôi. Bao giờ chắc bị đòn quá. Rồi đừng quay mà xấu lắm. Đẹp trai mà. Cái nhỏ này lại nó nhiêu? 55 ngàn. Cái này nè. Chị. Mày em nghĩ gì nhẹ tê chị. Tớ nữ này thì bao ăn. Có bao nhiêu luôn. 55 ngàn cái. Em, cái này 25 ngàn ký hả? Cái đó là 25 ngàn ký nhiêu? Nè. Rồi, không xong rồi. Thấy không? Xong rồi. Người ta có chút xíu mà muối nhiều không? Còn bên đây chưa lặn ra hết, nó còn dính này không? Tôi dám xẻ bên đó à, mình ký không? Thì cũng banh ra hết chứ gì đó, ăn cũng banh ra hết rồi. Em, cái trái này là ngon không nè? Anh trai. Thử xẻ cái này cho chị coi. Nào? Cái này nè. Cái kia chín không? Sầu riêng này thì có nhiều loại, cái này chín được 1000 ký. Cái nào cái này à? Cái này ngon không? Chị thấy nặng á. Chưa đâu, à được. Được không? Được. Cái này chắc muối không nhiều dữ nha. Có muối thôi được, rồi chứ không nhiều dữ. Vậy lựa cho chị cái ngon thiệt là cái ngon ơi. Cái này ngon không? Cái đó là 30 á. Cái nó bán mà nó ngồi trong không dám ra được đâu. Có muối không? Có. Chị ơi có muối nhưng mà không biết bao nhiêu muối nha chị ơi. Người ta mà thử đi. À, trời ơi. Này được mấy muối. Đâu? À, thử thì tính tiền nha. Thử thì tính tiền nha. Thử muối tính tiền, quýnh chết chứ tính tiền. Thì thôi lấy luôn cái đó đi, chứ bỏ lại ăn vậy. Thôi cho này cho thử đi, còn muối chắc bự bự kìa. Cái đống mà không cho thử luôn. Thôi ăn đi. Ăn đi em. Cái nhỏ là khác loại, cái lớn là khác loại nha. Cái nào mà chị muốn dặn khè á cưng? Cái lớn là bít. Thôi tính tiền của ông ăn trả lại. Bây giờ chưa thử rồi, đại đi. Em lựa cho chị trái thiệt là ngon. Cái đồ ngu quá bà ơi, là nó mới có muối. Thấy như vậy nè. Dễ hả? Mấy cái u là mới có muối, mấy cái xuông là mới có muối. Lựa cho nó dở. Ai biết em thấy nó đều. Muối đó. Đúng rồi, mấy cái u á, chị đừng lựa cái xuông. Lựa cho chị trái thiệt là muối nhiều coi. Luôn đó. Tôi bay cho tôi quảng cáo cho ông luôn. Đưa lên mạng luôn chứ. Tôi quảng cáo cho ông luôn. Được rồi, không cần đâu, không có tiền mà quảng cáo đâu. Phải trả tiền không? Một mít này nhiêu ký em? Một mít này tôi thấy trắng ngon rồi. Thế hả? Ăn qua cái đó ăn chợ. Hơi trắng. Mít này thì mình không thích lắm, mình thích ăn mít Thái thôi. Cái 37 ngàn hả? Con 37 ngàn vậy? Thấy đây. Muối ngon nhiều. Ừ, có thơm quá. Thơm quá. Hai muối. Thôi ngon nè, cái này ngon nha. Nhiều chứ. Thôi lấy cái này đi. Rồi, bỏ cho bị cho chị được không? Tôi nghĩ ngon. Ngon á. Trái cái kia này. Rồi. Trả tiền. Hả? Lựa hai trái nữa đi. Anh banh ra cho nó. Cái nội này có bột bột không ha? Nội này béo lắm. Cái hậu đậm đà ngon hạt bếp. Có quả cáo mà. Nè. Lấy thử đi, giúp cho ăn thử nè. Chuyện thử đó chị. Không thử thì ngọt không chú? Miếng cơm nó sáng vậy. Nè, ăn rồi. Ngon hả? Bột bột không anh? Lấy thử trái đi, ăn thấy luôn á. Chuyện chứ bộ. Rồi lấy chuyện trái đi. Cái nào rồi. Ngon á. Em ơi, cái mấy trái này chị thấy nó nhiều muối hơn cái đó, tao thấy nó ấy quá chị. Ui, cái này nó đẹp chết ngắt luôn. Mấy cái này tròn tròn là muối nhiều không? Bự bự đó. Cái này chị thấy vàng nè. À, mấy này cơm nhiều hơn. Đó. Nè.
nè, rồi của mình bóc thử nha. Hả? Chuyện của mình ăn mình bóc thử. Có cái hộp ông tắt ra cho tôi luôn đi. Coi chứ. Sao mấy cái nước là không khui. Cái bên đó là không ngon. Vậy hả? Nó còn bé mới mà bán còn bây giờ. Cái đó là 30 bán chung giá có 25.000 luôn đó. Mày cũng đẹp. Cái đó đẹp. Cái đó chắc không xong quá. Mấy chỗ nữa đây thì 25.000 một ký. 30. 30 hả? 25 mà. 25.000. 25.000 thôi. 25.000 á, bán hết. Mấy con lớn thì nó lớn thì tính có 25.000 luôn á. Cái này mua lúc nó khui thì nó khui cái trở lên, thấy nhiều muối, nhưng mà là cái dưới nó có mấy muối rồi các bạn. Cái này thấy ngon nè anh. Cái này nó nhiều muối nè. Cái đó chín giữ là anh thích chín giữ. Anh thích không chín giữ hả? Ừ. Anh giữ anh lấy cái này đi. Cái này cũng được nè. Cái này thì không có chín giữ nè. Cái đó chắc học bự quá. Ăn thử mấy tối nữa, hôm nay về thì chưa ăn. Bây giờ về quá trời trái cây luôn các bạn. Ăn mệt nghỉ luôn. Ngon không? Ngon. Ngon. Nhưng cái học nó bự quá. Em nghĩ đấy, cái kia cho học nhỏ hơn á. Bỏ học vô đây nè. Cái này nè. Cái hộp nó bự quá. Cái này mới ngon nè. Ăn thử chín giữ rồi. Dạ. Chín giữ rồi chắc nó ngọt hơn. Ăn thử đi. Ở đây sướng lắm, mua trái cây ở gì cũng bao ăn hết. Sầu riêng cũng vậy luôn. Ngọt hả? Cái là cái hộp đó. Nó ngọt, tại nó chín. Đúng rồi, nên vậy mới ngon á. Còn cái kia hộp hơi to. Ừ. Nói vậy. Hôm nay về anh ăn cái cây nào anh thích nhất? Măng cầu, chôm chôm, măng cụt, nhãn, ổi, xài. Rồi gì nữa ta ăn quá trời quá đất luôn. Mít sầu riêng. Cái nào nó cũng ngon á. Nào cũng ngon, ăn nghiến nóc mà mắt không lên các bạn. Dàn ươm ha, ai đang thèm mấy thiếu nữ. Anh nhớ hồi đó. Hồi đó xưa thiệt là xưa, đời xưa các bạn. Làm như già lắm, xưa thiệt là xưa. Xưa thiệt là xưa mà hồi đó mình còn ở đây đó, đi hái Đình Bác. Các bạn biết cái trái Đình Bác hay không? Chính hồi đó là hái đi đi bán. Cái bán được cái gom được một chút đỉnh tiền à, cũng bỏ mà. Đủ mua ăn trái mít. Thiếu nữ à? Mất tốt nữ, mất tốt nữ. Ai đem về mở ra được 2 muối. Cái đó là cái câu chuyện có chuyện mà còn nhớ tới bây giờ. Thì cũng có 2 muối để ăn, bởi vì hồi nãy có mua mà người ta bao ăn các bạn, nhưng khi mở ra nguyên trái có 2 muối rồi cái nó khắp lại, bắt cười quá. Mà hái mình bán là... Mệt đó bộ. Mệt mà phải gom nhiều cái mình bán là đi kia đi bán, bán được đủ mua cái mít tốt nữ. Ở đây giờ mình bác cũng khó kiếm anh ha. Ừ. Giờ nó đúng ha. Đem chảnh cho đè hoài nè. Muối cái gì ở đây, mấy cái gì nhỏ muối gì cho ngon nè. Má ăn không? Không. Cho mấy cái nhỏ nè. Thôi. Ăn đi. Thôi má, cứ cái muối ăn tôi ăn một hoài vậy nha. Ăn hoài luôn hả? Nó nhỏ quá. Cái nó tốt nữ gì đó. Cầm em giật một cái. Ăn đi thôi. Ngon quá. Mà biết mà cái nhiều khi này không có hộp luôn á. Cái này cho nó vô. Bởi nhiều khi cái muối nó bự nó dài đó. Trời. Mà ăn nó làm như là nó chua nữa. Vô quá trái. Tao nở. Sao nguyên là không đem ra nguyên cái đem có miếng vậy? Có trọng nhiệm kìa. Tao đem cho thử thôi.
Ừ, ngon không? Hôm nay đòi mới được ăn á, tại vì mấy cháu nữ mùa này nó cũng gần hết mùa rồi các bạn. Ngon không? Ngọt quá trời hả? Ngon thiệt á, thơm ơi thơm luôn. Cái này chắc cũng khoảng độ chắc cũng mười mấy năm chưa được ăn á, lần trước về đâu được ăn đâu. Next time ok. Vậy? Chị làm người giận rồi kìa. Vậy? Có người thèm hả? Thèm thì ba về đây ăn nha. Chiều ăn cơm dọn dẹp xong thì bây giờ dì Tư trổ tài làm bánh chú chiên. Trời ơi, chút xíu nữa là đổ rồi. Chú biết giòn không đây chị? Giòn rụm luôn. Chưa ăn biết giòn rụm. Quảng cáo dữ dội bột này khoa hồi chiều phải không? Có vô cái khớp chưa con? Bột phải pha trước 3 tiếng đồng hồ. Cái nước da nó nhảy không nữa. Này là chuối sim đen đó các bạn. Ủa có bỏ trứng nữa hả? Không, bên kia ờ làm bánh bột nữa. Mấy nhỏ nó thích ăn bánh bột. Mấy nhỏ nó thích ăn bánh bột. Nhớ hồi xưa anh á, mỗi lần ông lãnh lương hay mua bột mì vậy ông chiên cho em ăn á. Giá cơm cũng được không con? Cái bột lỏng dữ vậy chị? Lỏng gì trời tối mình thấy chê chê ấy. Nó chê bột rồi đã. Này đem ra ngoài trường trước cửa bán cho các ai mua không chị? Ai mua? Ừ? Ai mua giờ? Thử coi. Chắc kêu đem ngoài nó mua kìa. Ừ, bà lấy bà Tư, lấy đũa đi con đi bé. Lấy đũa cho bà Tư đi con. Ủa bà Tư có đưa đũa rồi con vậy? Có đôi rồi, phải đôi tất cả. Bà Tư đòi hỏi quá. Rồi thêm đôi nữa. Thế bông ăn bánh chú chiên không? Thế bông? Bông mà uống hơi con bánh chú chiên không kìa. Ăn không? Con thích ăn. Con thích ăn à? Thế hả, thích ăn bánh bột? Không chắc ăn được hay không nữa. Ủa con mái có gì trả cho bạn mà sao mái? Không thích. Bà sao bà đi coi điện thoại bà không đem bắt kiếm. Càng uống nhiều là càng gần à. Lấy cái tay ra đổ. Lấy cái tay ra đổ. Thôi rồi, xuống dưới đất luôn đi. Tôi về chiên bột mỗi 3 cái. Sao nhìn nó xuống dưới đất luôn? Sao nhìn nó mà giống như là bánh chú chiên còn mình dựng trong đây giống như là đùi gà rán đang chiên vậy. Đùi gà rán hả? Giống đùi gà rán không? Giống bột đang dưới đất luôn à. Ở dưới đất luôn. Ở dưới đất trời trời luôn. Hả? Y chang luôn à. Chán luôn hả? Giảm cho màn hình cái miếng bánh chú chiên đẹp ra. Giảm ra ngoài đây không đẹp. Xấu. Đóng mự, nãy miếng nãy bự lắm mự. Nó ép chưa đủ ngon quá. Chưa ép hết thôi. Đó là một ề vậy trời. Thôi đẹp rồi. Hình như lửa cao không? Rồi thấy không xong rồi. Không chứ cái này rồi mày phải đợt sau đợt rồi nó chín rồi rồi đợt sau này là bột áo nó vô luôn. Ủa sao bột giống lỏng gì cơ? Lỏng gì đó, tại vì hôm qua chiên bột dày thì thấy nó dày. Dạ hả? Ừ. Cái nó có lỏng chút. Nữa coi cũng nữa nhưng nó ra. Hả? Coi gì vậy hơn chưa để cho nó. Ở ngoài dầm như dạng rồi. Đi xúc xích dạ. Bên kia chưa dạng rồi. Dạm trong đây ở ra đó. Cha mẹ nó chơi dạng dạng như nó chín. Ở đây chiên bánh bột không? Bột không có chuối. Tưởng đâu ăn bột. Nhìn không? Nhìn nó ngoài giống bánh chú bột mà. Nhìn trong đây y chang như là bánh trứng ốp la vậy. Người giống trứng ốp la không? Giống trứng ốp la. Có hai dàn khe luôn kìa. Ừ. Đâu? Trứng ốp la đó. Chứng thử nè. Xạo quá. Nó thấy ớt luôn rồi. Thôi được rồi mẹ ơi, nhúng nhiều quá đó, nó chê ấy á. Ừ, nó chê dày. Ba lần đi. Hôm nay hôm nay bị đục nghề rồi. Dễ thị. Xấu hơn rồi. Hôm qua chiên đẹp rồi nha. Hôm qua chiên nhòn rụm rồi.
qua đường cái xong cái bánh á, mày đừng có mà trợn quá, tôi qua cái bánh á nó bự nó phồng. Con này ba màu chứa mỏng mà. Sao còn phình dí chị ba? Sao lại ngồi vậy? Thật là giống bánh tiêu luôn rồi. Đúng rồi. Sao giống bánh tiêu với là phồng. Phồng quá. Mà sao đâu có cái hình vậy chứ? Phồng nữa nó tươi phồng. Ai sao kỳ vậy ta? Ai biết. Ê chị ba, giống cái bịch bột vàng vàng đó, bột làm bánh tiêu chiều đó. Có bột vàng nấu. Chứ bột vàng sao chiều mày ăn nó có bịch bột lạ. Bịch vàng, ý bịch đó là bánh hay gì đó. Này tự nhiên là bánh bột thành bánh tiêu rồi, ngồi về luôn á. Đấy rồi, đâu, bánh này đúng hay hay là giờ làm nó nổi hay là giờ nó ngon á. Đặt tên cho bánh nó nổi phình lên cái tươi nè. Cái kia hồi chiều mới có quậy đây mà tôi quậy cái này hồi 1 giờ nè. Chiều 1 năm đi cái này chăm nó cũng quậy. Nó quậy hồi lúc chăm mới quậy đây. Ừ. Cái nó mộng vừa. Tiêu ngon quá nè. Nó mới không có phải sợ cái bột của bà ơi. Bột của ta bột là bánh tiêu quá gì đó. Cái bột mình. Chứ sao ví dụ lo phần cái này cái nào phình bột vậy? Bánh tiêu luôn rồi. Trời ơi, bánh bột chi nó ăn sao nó phình giống bánh tiêu luôn. Mình giống bánh bột chứ. Là bánh tiêu rồi con. Hay có trứng cái nó ấy. Trứng trứng chứ tao chiên rồi cũng có trứng. Cái này đem ra ngoài lộ chiên cái người ta cắp lại tao mua cho con nè. Đúng rồi. Thiệt mà. Con ngon quá, tôi lên hỏi biết sao đây là có mẹ ngon á, dạ hả lấy thử ơi. Cho mày mượn cái bánh mày trở nó này có trời chăm. Ờ cho muốn giết con gà luôn. Mượn bánh mày trở. Cho muốn mượn cái gì đi. Cô Quỳnh mượn cái... Mượn trở mà trời. Mượn cái ngon không đi. Trở ngon không sao mà thấy đường. Đường làm sao. Trời ơi bột của tôi nãy bột của tôi nhím rồi. Không chưa nhỏ. Cút ôi giống bánh tiêu á. Con chăm lạc rồi tôi lạc rồi. Ủa mở bên trong rồi có cái... Giống bánh tiêu luôn các bạn. Này là chiên bánh bột cho tụi nhỏ nhà ăn hết vậy. Có mấy trứng trong đâu. Phải không? Phải không? Con chỉ thích ăn bánh chuối thôi. Ăn bánh chuối thôi hả? Mình có thấy tụi bánh tiêu đi ăn gì hết gì đặc nữa nè. Ôi sói này hay. Lạc luôn. Hơi lạc. Không đạt chứ. Bảo ăn không? Bảo ăn miếng đi. Ăn đi. Con chỉ thích ăn bánh chuối thôi. Không bánh chuối thôi hả? Không ăn bánh bột hả? Nó chứ ớn. Mày xạo chứ mày ăn bánh bột chứ mày có ăn bánh chuối mà nói vậy. Ngoài ăn bánh chuối bà. Hôm qua mày đi lấy đứa nào ăn bánh bột đó nào làm bánh bột ra con mày hai đứa. Ấy nào nó ăn bánh bột chứ. Mày định á. Mày nói định ăn bánh bột chứ không ăn chuối đó. Ừ, ăn bánh bột bánh tiêu. Này nó bánh tiêu nè. Quay người làm ra. Sao nó không phình mặt dữ. Sao ngộ ra? Bỏ quay người làm bánh chuối. Bỏ bánh chuối chiên vô. Giòn rồi nè. Giòn rồi đó. Nãy mới đầu nghe trà cuốn mày. Với là mới lúc đầu nữa. Giòn rồi đó. Bay bay. Này để ngồi mới ngon. Bay bay. Vừa có qua không đây? À, không biết nè, có kêu ở nào qua. Nãy nghe anh nói chuyện vừa uống trà đó. Ý mày có kêu không? Bảy mày. Chắc là bảy ép trên cái chuối hai cái chuối nữa. Wow. Ừ, con cháu là bé chuối hai. Ta còn cái chuối nữa. Bảy cái dao luôn rồi đây chị bảy. Cái này giống bánh tay yến quá vậy ta. Thì đó nãy tao nói bánh tiêu giờ thành bánh tay yến đó. À. Hồi đó thì hạ cũng trễ giờ cũng sớm vậy. Này để ngồi nguội chút nó ngon. Bột mềm ngon á. Mày nói bây giờ mình nói bánh tay yến. Hình màu hấp dẫn nghe rồi. Mà không hấp dẫn gì đó. Có qua qua mới ngon. Qua nhìn ngon hơn á. Qua giờ mới giống cái bánh ở ngoài chợ bán. Giờ không giống phải không? Cái chuối nó bự nó no còn hay là. Thì bảy nó còn cùm vò nó đi cái đồ lý. Bữa nay tư bữa nay tư chia sẻ làm đôi. Giờ vẫn kêu giờ ăn đâu có phải như hồi xưa. Ừ. Nhìn không đẹp mà giòn lắm à. Hả? Giòn á. Ngon á. Đó mày tao nói mày là ngon quá. À. Ngon hơn ngoài chợ bán. Tao nói mày là tại vì chuối nó mỏng quá rồi mình chiên nó dẻo tới dẻo lui đó. Ừ, cái món bánh chuối này cái
chuối phải chín lắm không? Rồi sao tuổi? Xin đề ăn ăn chuối nè con. Xin đề đó nó mê ăn chuối chiên của Tư nó lắm. Nè ăn chuối nè. Chuối với bên bột. Ủa mẹ mày chưa gì xuất miệng rồi mà. Thầy nó măng nó no rồi. Nục lỗ luôn. Con đi gì đó cũng về phá chuối. Mày đi, đi phá chuối chiên lắm. Bữa nay là không đẹp bạn qua. Đẹp qua mà người ta ít chuối hơn. Mỏng hơn. Qua tạo được con người vui. Còn cái mèn cũng dễ quá. Giống mấy cái yến. Mỏng. Đang làm bánh chuối. Làm biết rồi. Ăn đi. Ngon chóc, ngon cỡ tiệm bán không? Mày bán được chưa? Viên trời chết sáng ra ngồi bán bánh chuối. Không ai mua thì đem lên. Anh Tư nó hơi là ăn quà ngán rồi. Khóa xe không để tháng bán thử rồi, chiên đi bán thử rồi. Ngay trước nè, ngồi trước nè. Thiệt bổ. Hả, người ta mua hết là chứng tỏ ngon. Ừ. Ngon bậy mà đó chiên luôn. Nhưng mà chiên là khỏi đi ăn sáng. Ừ. Bán ế đem vô uống buồn. Sáng đừng cho ăn sáng đó. Ăn rồi cái chú chiên à. Thử cái chú chiên à. Thử nữa hả? Thử đi. Mấy cái? Mấy cái rồi hai cái này nữa. Đó này mỏng dễ ăn đó, mỏng nhỏ 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 nhỏ. Bán được mà. Ừ. Ở đây chuối xiêm á, nó tươi với nó ngọt á, chiên ngon các bạn, mà nó bột nó giòn đụm mà rất là ngon luôn. Mà nhà mình sẽ ăn bánh chuối với bánh bột rồi chiên lắm, nó tiêu nữa. Hử? Bột tự pha. Ừ, tự pha. Hả? Bột gạo và bột gì đó. Tùm lum cái miếng miếng vậy. Bột mì nữa. Wow, một lẩu luôn. Giữ 100. Ăn đi hết con. Ăn đi con. Ăn chuối nè. Vậy là đi bán nè. Cái gì? Ở đây qua cái cơn mưa, cái nghe cái tiếng ếch nó kêu ẹt 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 đó bạn. Buổi tối ở đây thì rất là vắng. Tại này cũng giống như vùng quê á, có nhiều quán cà phê nhưng mà cũng không có đông khách. Tại sao cái dịch này thì cũng công nhân đâu cũng được đi nghỉ nhiều quá, cho nên cũng kinh tế cũng hơi khó khăn. Trời mưa cái nghe tiếng ảnh ấy ơn nó kêu à. Ai mà giống như hồi xưa mà ở vùng quê nghe tiếng ếch kêu á, giờ nghe này nhớ lắm luôn á. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bây giờ mới 8 mấy các bạn. Vô là chuẩn bị ngủ, ngủ sớm lắm mà dậy sớm nữa.